vị soda kem Việt Quốc mới, chua ngọt thơm béo, ngon xóng lưỡi. Trời ơi, biên tập nó ác dễ sợ ác. Các bạn biết tại sao bạn nữ chính khóc không? Trời ơi, biên tập tái hiện lại cái cảnh của người ta đã trải qua ngày hôm ấy. Trời ơi, tôi coi tôi còn nghẹn nữa. Trời ơi, ác quá đi. Nhưng mà cảm ơn chương trình đã trả lại một người đàn ông cho cô ấy. Cảm ơn và Ngọc Vũ đã đến kịp thời. Thank you. À, nó xứng dễ thương, xứng dễ sợ. Đẹp trai, nhìn gần đẹp trai. Nhìn gần đẹp trai trên sân khấu nhiều. Wow, thưa quý vị, quả là một tiết mục come out thật là xúc động. Ôi, tôi ngồi tôi xem mà. Bản tin dự báo thời tiết hôm nay: sáng nay trời xuất hiện nắng đẹp, buổi chiều có thể mưa. Người dân khi ra đường nhớ mang dù hoặc ô. Anh biết là em không quan tâm, nhưng anh không thể không quan tâm đến em. Chào em, anh là Ngọc Vũ, chàng trai đến từ Buôn Ma Thuột, thủ phủ của cà phê. Tình yêu đối với anh giống như hương vị của cà phê vậy. Chuẩn men. Chỉ một lần nhấp thử, em sẽ thấy thơm ngon và đê mê. Hiện tại anh đang làm người mẫu và diễn viên. Thì chẳng có gì đáng nói nếu như những vai diễn ấy nó không bận vào đời anh như một định mệnh. Anh ê, sắc ế, ế dài hả? SOS. Yêu anh chắc chắn sẽ rất thú vị. Em nghĩ sao về một cuộc hẹn dưới biển? Anh sẽ yêu em như biển cả. Người ta gọi anh là kẻ si tình. Em à, đêm nay anh vẫn có thể ngủ ngon. Nhưng nếu được em chúc ngủ ngon thì anh sẽ rất hạnh phúc. Cho anh cơ hội nhé. Dễ thương, hiền lắm. Ngu, ngu. Rất là có duyên mà rất manly. Vâng, rất man. Lúc bạn này bước ra em thấy rất là tự tin nha. Cái form đứng rất là đàn ông, lịch lãm, đàng hoàng. Rất là khẳng khái. Đúng rồi. Mà rất là duyên. Cách bạn nói chuyện với ống kính máy quay thì bạn chưa có quen á. Cho nên là vẫn còn thiếu cái sự tự tin. Những người nhút nhát như em, người ta hiền, người ta chân thành. Dạ yeah. Đúng rồi. Nhưng mà cái điểm quan trọng là bạn này đam mê cà phê. Mà thường người đam mê cà phê là người sống rất là chất. Yeah, và em rất cũng đam mê cà phê luôn. Yeah. Em mê cà phê đúng không ạ? Yeah. Nhưng mà em cũng mê cà phê hả? Em mê cà phê. Em hả? Vâng, thôi cũng được ạ. Em cảm thấy là bạn này rất là hợp với bạn nữ chính. Tại vì thứ nhất là cùng nghề, cho nên là có thể là chia sẻ với nhau về nghề nghiệp thì dễ thông cảm, dễ hiểu cho nhau hơn. Lúc mà em vừa mới thấy clip là em phải quay sang bảo anh Jin, bạn này chuẩn men 100%. Cái nguồn điện men á, nó chiếm sóng lắm. Tung bản liền. Độc thân, tại vì sao bạn này rất trẻ. Không có những bạn yêu sớm sao chị? Nhưng mà cái cách bạn này nói mộc mạc, chân phương lắm. Là cái người chưa có gia đình. Xong nghĩ vợ người ta đứng trước mặt nó rung quýu đọc từng chữ một. Đúng không? Cũng có thể cái khúc độc thân là em thấy hơi run run xíu. Nó đang đứng đọc nè. Con bé vợ đứng. Nó đọc đi, đọc đi, nó đọc đi à, đó. Bé nó đứng vậy làm sao nhỏ đọc được. Nó quýu là quýu đoạn đó đó. Đã có chủ. Em nghĩ là một người mà tự tin, có ngoại hình như bạn này, lại còn ăn nói lưu loát như vậy nữa thì khó thể nào mà độc thân được. Em cho vừa rồi là ăn nói lưu loát hả? À, em thấy là tự tin. Em muốn dành một cái lượt vote để mà ship hai bạn với nhau. Tại vì nhìn cái nhân dáng hai bạn rất là giống nhau, kiểu như là có tướng phu thê á, đúng không? Cùng nghề với nhau nữa. Hai bạn này cái má phúng phính, tròn tròn, rất là phúc hậu luôn. Dạ. Yeah. Và phát vote cho bạn độc thân nha. Có vẻ ok. Có nghĩa là ba chữ C. Tại sao lại là ba chữ C ạ? Chữ C thứ nhất là chung thủy. Đó. Chữ C thứ hai là chung một hướng đi suy nghĩ. Chữ C thứ ba là muốn chung một nhà. Tôi tưởng chữ C thứ ba là vitamin C. Nhưng mà ba chữ C này có ý nghĩa không? Dạ có ý nghĩa. Chữ C đầu tiên của em là chung thủy. Khi hai người chung thủy với nhau á thì mới tiến tới một mối quan hệ dài lâu được. Chữ C thứ hai là chung suy nghĩ. Khi mà hai người gặp vấn đề gì đó thì có thể ngồi xuống chung một hướng giải quyết. Nếu như cái chữ C đầu tiên hai bạn match với nhau, nhưng ở chữ C thứ hai đó là chung một suy nghĩ, không hợp nhau thì sao? Dạ, nếu mà khi mình chung thủy với nhau á thì mình có thể tự chung suy nghĩ, tự gắn kết với nhau lại được. Chung thủy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trong tình yêu chung thủy là ok rồi. Dạ rồi. Cảm ơn các bạn. Anh đã nghe câu chuyện của em. Anh cũng đã từng tổn thương giống như em. Thì anh thấy
anh và em có điểm chung đó là khi yêu ai rồi thì rất là chung thủy. Thì hôm nay không biết em có thể cho anh một cơ hội để tìm hiểu em không? Thấy thương không? Thấy thương ghê đúng không? Nói mà lo, thở, thở quá thở. Bạn run á? Run, run. Cảm ơn em. Ngon lành ha. Có điểm nha, bài này là bài là do em sử dụng thôi. Trong tay em chẳng là chiếc bụng ai khác phải. Và hôn lên câu hẹn đầy phòng hợp ông cũng như mày. Hãy nhập cho ai khác tới nơi ta xuống tập là bạn đời. Chẳng có thể quan tâm em đâu, em ở đến em chưa sẽ vắng đường về hóa lê thế vì lòng kia chịu nặng em ngước lên trời tự hỏi rằng mình đã làm gì sai chăng em ước chọn lý trí thay vì để tim phải thắng em khóc cho những thứ mà mình từng mơ những kế hoạch mà em đang tự nhủ lòng mình được nhớ em lại khóc cho chuyện tình không mấy từng lỡ em khóc thật nhiều nhưng lại chả có gì ngoài dăm ba hững hờ Biên tập nó ác dễ sợ ác. Các bạn biết tại sao bạn nữ chính khóc không? Trời ơi, biên tập tái hiện lại cái cảnh của người ta đã trải qua ngày hôm ấy. Trời ơi, tôi coi tôi còn nghẹn nữa. Trời ơi, ác quá đi. Nhưng mà cảm ơn chương trình đã trả lại một người đàn ông cho cô ấy. Cảm ơn và Ngọc Vũ đã đến kịp thời. Thank you. À, nó xứng dễ thương, xứng với sợ đẹp trai, nhìn gần đẹp trai, nhìn gần đẹp trai trên sân khấu nhiều.
Wow, thưa quý vị, quả là một tiết mục come out thật là xúc động. Ôi, tôi ngồi tôi xem mà. Mình feel được cái cảm giác của người ta khi mà người ta nhìn lại những cái gì mà đã trải qua mà nó thật khủng khiếp ấy. Thưa quý vị, tại sao chúng ta xúc động nhiều như vậy là bởi vì bạn Nga Mi của Vũ Đoàn Bước Nhảy khi tái hiện lại vai của em đây diễn thật sự là rất là nhập tâm, mình xem như thật ấy, rất là xúc động. Cảm xúc em thế nào khi nhìn lại những cái điều vừa rồi? Thực sự thì trong suốt một khoảng thời gian qua, em sống là một cô gái độc lập. Em tự yêu lấy chính bản thân mình. Và em nghĩ là em đã có thể quên được những cái nỗi đau đó rồi. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà được nhìn lại thì em có cảm giác như là nó mới vừa xảy ra đây thôi. Dạ, anh hiểu mà. Nó thật quá đúng không? Nhất là khi mình thấy điều đó trong một cái không khí như thế này nữa. Em trai hồi nãy cảm ơn em đã rất là chân thành trong cái đoạn vừa rồi. Có một giây phút anh thấy em cũng bị nghẹn lại một cái gì đó. Có phải là vì khi em thấy bạn nữ chính khóc em có cái cảm xúc đó, em bị nghẹn ngay cái đoạn đó không? Dạ thật ra thì trước đây 2 năm thì em có một mối tình. Khi đã yêu rồi thì em yêu rất là chung thủy và chân thành. Nhưng mà kiểu em thấy người ta không có quan tâm đến em, không có chân thành giống như em. Và điều gì xảy ra? Mọi người, bạn bè hay là gia đình em đều biết hết. Nhưng mà bạn nữ đó thì lại không muốn cho ai biết. Đúng rồi. Em cảm thấy người ta không coi trọng em, không tôn trọng em nên em đã rời đi. Cả hai em biết đâu gặp nhau tại một điểm nhỉ? Tại vì cả hai đều đã từng bị một ai đó làm tổn thương trong tình yêu và mình cũng đều có một vết thương cả. Em có muốn nói gì với cô gái của anh không? Thì lúc đầu em không nghĩ là bạn nữ sẽ tặng hoa cho em. Tại vì em nói chuyện còn hơi run. Nhưng khi bạn nữ tặng hoa cho em rồi thì em sẽ cố gắng làm cho bạn nữ thật hạnh phúc bằng tất cả sự chân thành của mình. Em gái, em nghĩ thế nào về chàng trai lựa chọn của em? Khi mà chọn anh Vũ là bởi vì em cảm nhận được là cái sự ấp úng ở trong câu nói của anh. Cái cảm giác nó không trơn tru, nó không được nhuần nhuyễn. Nhưng mà em nghĩ là sau những cái trải nghiệm của em thì em nên tìm một người đàn ông mà họ hơi khô một chút nhưng mà họ có thể cảm được em. Và rất là may mắn là cảm giác em lần này là đúng. Chúc mừng hai em. Đây là hai người đã từng có tổn thương trước đó trong tình yêu. Họ đang có một cái chỗ khuyết trong trái tim của mình. Mà tôi hy vọng rằng hai bạn đến từ đó thì hai bạn sẽ biết cách lấp đầy cái phần khuyết còn lại trong trái tim của người kia và mang đến cho nhau những hạnh phúc. Còn bây giờ là lúc chúng ta mang đến cho nhau những bó hoa. Lấy hoa đi em. Rụt rè quá. Tụi em có thể thân mật hơn một chút cũng được, không ai cấm. Ừ. Cảm ơn hai bạn và chúc cho hai bạn sẽ có được một kết thật là đẹp và bắt đầu cuộc hẹn hò mới để bước vào một thế giới mới nhé. Yeah. Chúc hai em được hạnh phúc nha. Và nếu như hai bạn có muốn đi tìm hiểu nhau ở một cái đất nước khác, ví dụ như Thái Lan, thì liên hệ bạn Carrot hồi nãy. Sẽ có ưu đãi. Đúng rồi. Mời các khách mời cùng lên sân khấu chúc mừng cho hai bạn ạ.